chào các anh ạ. Hôm nay mình xin giới thiệu các anh một dòng khoan bê tông mang thương hiệu Harden, hàng chính hãng xuất Âu bên em nhé. Nguyên bộ sản phẩm như thế này nhà em đang bán với giá là 1.100.000. Tao xin toàn quốc cho các anh ạ. À, con này thì nó công suất của nó là 800W nhá. Đây là hàng chính hãng ạ. Hàng này đã được xuất sang châu Âu rồi nên là các anh cùng yên tâm nhá. À, bao khung trình chiến cho các anh luôn, hàng 3 chức năng các anh ạ. Tặng kèm thêm theo máy là 2 chổi than. Và tặng kèm đi là 2 mũi khoan 2 mũi đục. Riêng cái mũi khoan mũi đục nhà em tặng bao giờ cũng phải là mũi ngon, anh xem nhé, mũi chứ phải mũi vớ vẩn đâu các anh ạ. Chỉ với giá là 1.100.000 thôi, các anh nhận luôn một con khoan bê tông hàng chính hãng của Harden như thế này, bao công trình chiến cho các anh. Bây giờ em sẽ test thử máy cho các anh nhé. Anh nào có nhu cầu thì inbox xuống bên dưới bài viết cho em nhé. Bên em sẽ gọi điện tư vấn cho anh.